Những sai lầm chết người khi khởi nghiệp. Bạn chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh, mở doanh nghiệp riêng cho mình. Thậm chí bạn đang là người chủ kinh doanh, nhưng công việc chưa thuận lợi. Hãy cùng tham khảo bài viết này. Có lẽ nó sẽ giúp cho bạn nhìn ra nhiều vấn đề để có thêm chút kiến thức và kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp mình tốt hơn. 1. Khởi nghiệp một mình. Đơn thương độc mã là điều sẽ làm bạn khó khăn mệt mỏi trong mọi việc chứ không riêng gì kinh doanh. Các công ty khởi nghiệp thành công đa phần đều được sáng lập và vận hành bởi ít nhất 2 người. Vì vậy, muốn thành công và có nhiều nguồn tài trợ, bạn đừng bao giờ khởi nghiệp một mình. 2. Chọn sai thị trường mục tiêu. Chọn thị trường ngách quá nhỏ. Đây là sự khó khăn nhất mặc dù bạn chọn đúng thị trường ngách của mình. Nhưng tệp khách hàng quá nhỏ là một rào cản lớn để bạn vận hành. Và khi nhận ra tệp khách hàng mục tiêu đó thì đã quá trễ. Hoặc cũng có thể bạn chọn thị trường ngách quá lớn. Càng khó khăn hơn vì bạn bị cạnh tranh bởi các ông lớn, bởi sự độc đáo độc quyền, bởi vốn và sự khác biệt. Các doanh nghiệp mới thường bị chết đuối trong việc phát triển sai thị trường mục tiêu. 3. Bắt chước ý tưởng và sản phẩm đã thành công. Sai lầm này phổ biến với các bạn khởi nghiệp có chút kinh nghiệm trong ngành của mình hoặc có chút vốn kiến thức để nhận định sự thành công của doanh nghiệp và thấy một sản phẩm nào đó trong ngành thành công và muốn bắt chước để tạo ra một thị trường riêng. Nhưng đa phần đều bị thất bại ở phân khúc này. 4. Không chịu thay đổi. Bạn quá bướng bỉnh, không lắng nghe lời khuyên của người khác hay ý kiến khách hàng. Bạn đã tự giết chết công ty của mình. Có chút thành quả, chút kiến thức khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ lại ngủ quên trong chiến thắng, không chịu lắng nghe ý kiến khách hàng, bạn hàng và những lời góp ý chân thành rồi thất bại. 5. Chọn sai nhân viên. Rất khó để chọn được nhân viên thực sự giỏi mà không có bất cứ khuyết điểm nào. Và việc bạn cần làm không phải là tìm cho được người giỏi nhất, mà là tìm được người có tính cách, sở thích phù hợp với doanh nghiệp, với đội ngũ nhân viên của công ty. Sự kết hợp nhịp nhàng, môi trường làm việc tốt sẽ giúp năng suất làm việc cao hơn, mang đến hiệu quả kinh doanh tốt hơn. 6. Chọn sai lĩnh vực để đầu tư. Bạn đã dồn hết tâm trí vào công ty của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn sai lĩnh vực để bắt đầu khởi nghiệp, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để bắt đầu lại. Nên muốn khởi nghiệp phải dựa trên thế mạnh của chính mình. Đây là nguyên tắc bất biến trong khởi nghiệp kinh doanh của các doanh nhân trẻ. Hãy làm điều này cho đến khi tiềm lực tài chính bạn đủ lớn sẽ có các chuyên gia cố vấn tham vấn cho việc đầu tư của bạn. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding, hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.